là thú vị mà tôi đã được gặp trong những thời gian gần đây. Như ta biết rằng y học hiện nay gọi là xem y học chứng cứ. Tuy nhiên có những điều mà nó vượt quá những cái chứng cứ, bởi vì tất cả những cái nghiên cứu của chúng ta nó đều nằm trong một cái đối tượng những bệnh nhân nào đó, chứ nó không thể bao trùm hết tất cả những trường hợp mà chúng ta gặp được. Thì hôm nay tôi xin được chia sẻ với quý đồng nghiệp một số các trường hợp lâm sàng mà chúng tôi đã gặp. Đây là một cái bệnh nhân nữ của tôi. Bệnh nhân này 74 tuổi và bệnh nhân này có cái tiền căn nhồi máu não bán cầu bên phải cách đây 4 tháng. Có thể tắt. Bệnh nhân này thì các anh chị thấy rằng bệnh nhân này đang được điều trị phòng ngừa một cách rất là tích cực bằng một cái giải pháp là aspirin cộng mecobidopa tức là Plavix và một cái statin liều cao. Tuy nhiên nếu như cái quý đồng nghiệp nhìn vào cái động mạch não giữa bên phải của bệnh nhân có một cái hẹp rất là nặng ở cái phần xa của đoạn M1 MCA, thì điều này nó phù hợp với một cái chẩn đoán tại thời điểm này, đó là bệnh nhân có một cái nhồi máu não bán cầu bên phải và cơ chế nhiều khả năng là do cái việc xơ vữa cái động mạch não giữa và gây ra một cái artery to artery embolism, và việc chúng ta phối hợp kháng đại tiểu kép và statin là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên nên nhớ rằng trước khi chúng ta phối hợp kháng đầu kép thì chúng ta không nên cho quá 3 tháng. Mặc dù vậy, bệnh nhân đã nhập viện lại với chúng tôi sau giờ thứ năm bởi vì yếu lại nửa người bên trái, tức là bị lại bên bán cầu bên phải. Và lần này thì khi khám ở phòng cấp cứu thì NIS của bệnh nhân rất là nhẹ, khoảng 4 điểm thôi. Và khi chúng tôi chụp một cái CT angio thì cho thấy rằng bệnh nhân này bị tắc hoàn toàn cái động mạch não giữa. Xin lỗi, tắc hoàn toàn cái động mạch cảnh trong bên phải. Và tuy vậy, nếu như quý đồng nghiệp nhìn cái hình mà chúng tôi đánh giá cái collateral khi chúng ta chụp CTA thì quý đồng nghiệp nên ngoài cái việc chúng ta xem coi bệnh nhân này bị tắc ở một chỗ nào, vị trí nào của mạch máu, một cái thông tin rất quan trọng của CTA đó là chúng ta có thể đánh giá tuần hoàn phụ. Thì với việc cái tuần hoàn phụ của bệnh nhân nó mặc dù bị tắc động mạch cảnh trong nhưng tôi thấy rằng cái tuần hoàn phụ của bên bán cầu bên phải đang rất là tốt. Điều đó nó chứng tỏ rằng cái não bên phải của bệnh nhân đã được bù đắp tốt bằng các cái dòng tuần hoàn phụ. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta cần nhìn đây trên cộng hưởng từ. Trên cộng hưởng từ thì các anh chị thấy rằng bệnh nhân này bị nhồi máu não rải rác dạng emboli ở cái vùng watershed, vùng ráp danh, nay gọi là vùng ráp danh trong ở bán cầu bên phải. Các anh chị thấy rằng đây là những vùng mà được xem là đặc trưng của cái embolism, những cái thuyên tắc mà từ xa. Mình có chưa thường là nguyên nhân có thể từ tim hoặc có thể từ các cái xơ vữa, các cái động mạch não. Và ngoài ra một cái điều mà chúng ta đáng ghi nhận ở đây, bệnh nhân này còn một cái nhồi máu não mới cùng thời điểm ở cái vùng chẩm bên trái. Điều đó nó làm cho chúng ta thay đổi khái niệm. Trước đây chúng ta nghĩ rằng bệnh nhân này bị cái cơ chế nhồi máu não do cái hẹp động mạch não giữa gây ra một cái nhồi máu não bán cầu phải. Thì bây giờ chúng ta phải nhìn lại bởi vì cái tổn thương ở bán động mạch não giữa bên phải không thể giải thích được cái tổn thương mới ở cái vùng chẩm bên trái. Như vậy chúng ta phải cân nhắc lại liệu rằng đây có phải là một cái cơ chế xơ vữa giống như chúng ta đã nghĩ ra không? Và có thể với một cái tổn thương chẩm mới như vậy thì chúng ta phải nghĩ rằng một cái thuyên tắc nó phải nằm thấp hơn cái vị trí của động mạch não giữa, và bây giờ bệnh nhân lại bị tắc cảnh trong nữa. Như vậy cái tổn thương cái nguyên nhân của huyết khối có thể thấp hơn cả động mạch cảnh trong. Như vậy điều đó nó đã gợi ý rằng bệnh nhân này liệu rằng có phải là một cái thuyên tắc từ cơ chế tim hay không. Điều này hết sức quan trọng bởi vì nó làm thay đổi cái chế độ phòng ngừa chúng ta. Tuy nhiên chúng tôi sẽ bàn luận đến cái phần phòng ngừa cho cái này sau. Ở đây, vấn đề ở đây là bệnh nhân này đột quỵ giờ thứ năm, NIS là 4 điểm. Và vấn đề đặt ra cho chúng ta là liệu rằng hướng xử trí chúng ta sẽ là cái gì? Chứ chúng ta có thể xài tiêu sử huyết đường tĩnh mạch hay không? Và sau đó chúng ta lấy huyết khối bằng dụng cụ chặn stent như cái điều trị hiện nay mà chúng ta hay làm cho những cái bệnh nhân đến trong vòng 4 giờ rưỡi hay không? Cái thứ hai, hoặc là chúng ta lấy huyết khối bằng dụng cụ dạng stent bệnh nhân này có chỉ định hay không, hoặc là chúng ta chỉ điều trị nội khoa thông thường. Ta biết rằng đối với điều trị
Tĩnh mạch ca này chắc chắn là không có chỉ định. Bởi vì bệnh nhân này đã vào giờ thứ năm và bệnh nhân này chắc chắn chúng ta sẽ không có chỉ định tĩnh mạch. Như vậy, lựa chọn thứ hai đối với bệnh nhân này, liệu rằng bệnh nhân này có chỉnh lý khối dụng cụ giãn stent hay không? Xin nhắc các đồng nghiệp rằng, mặc dù bệnh nhân này bị tắc động mạch cảnh trong, nhưng trong các cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng lấy huyết khối đối với những trường hợp mà tắc động mạch lớn, thông thường những bệnh nhân mà tắc động mạch cảnh trong mà đoạn cổ đó đã bị loại ra khỏi các nghiên cứu. Bởi vì ta biết rằng động mạch cảnh trong cái đoạn mà quan trọng nhất đó là cái đoạn trong sọ. Còn cái đoạn ngoài sọ thông thường nó xảy ra một cách lành tính bởi vì các cái tuần hoàn phụ của bệnh nhân đã giúp cho bệnh nhân bù đắp được cái sự tưới máu do cái động mạch cảnh mang lại. Và cụ thể cho bệnh nhân này, mặc dù bệnh nhân này bị tắc động mạch cảnh trong bên phải, nhưng mà động mạch ở giữa bên phải đang được đang thông tốt, và cái tuần hoàn phụ nó đưa từ cái động mạch não trước đối bên đưa qua cái động mạch não giữa, và điều này nó đủ bù đắp. Và qua cái phim cái CT angio chúng ta thấy rằng cái tuần hoàn phụ bệnh nhân này hoàn toàn đủ để chúng ta yên tâm rằng bệnh nhân này sẽ an toàn với cái tổn thương này. Ngoài ra, các anh chị nên nhớ rằng chỉ định lấy khối bằng dụng cụ thông thường người ta chỉ đưa vào lựa chọn những cái bệnh nhân mà NIS từ 10 điểm trở lên. NIS những đột quỵ nhẹ hiện nay chúng ta chưa có chứng cứ là có lợi hơn đối với lấy huyết khối. Như vậy, đối với trường hợp này chúng tôi đã quyết định là điều trị nội khoa thông thường. Điều trị nội khoa thông thường đối với những trường hợp mà tắc động mạch cảnh giai đoạn cấp này, tôi xin lưu ý các đồng nghiệp, thứ nhất chúng ta hãy bù nước cho bệnh nhân. Mục đích bù nước là gì? Chúng ta muốn giữ cái, bây giờ bởi vì cái động mạch, bởi vì cái bán cầu bên phải của bệnh nhân đang được nuôi dưỡng bằng các tuần hoàn phụ. Như vậy, cái việc chúng ta bù nước sẽ giúp chúng ta duy trì được cái lưu lượng để tưới máu lên não. Và thứ hai là chúng ta lưu ý rằng trong giai đoạn cấp chúng ta tuyệt đối không nên tiến hành hạ áp. Bởi vì nếu như chúng ta hạ áp, chúng ta sẽ làm giảm cái tưới máu ở tuần hoàn phụ, và điều đó đối với những bệnh nhân mà tắc động mạch lớn như thế này thì đó có thể gây cái tổn hại đến cái vùng não đang được thiếu máu như vậy. Và như vậy cái huyết áp, tuy nhiên nếu chúng ta để cái mức huyết áp cao quá thì nó lại là có thể làm tăng các biến cố về xuất huyết. Như vậy, mặc dù chúng ta không có chứng cứ ở cái mức huyết áp nào là tốt nhất cho bệnh nhân, nhưng hầu hết các cái chuyên gia đều thống nhất rằng cái mức huyết áp không quá cao và không quá thấp, ví dụ như 160 đến 180 được xem là tối ưu đối với những bệnh nhân như thế này. Và chúng ta chỉ hạ áp nếu như những bệnh nhân này huyết áp nó vượt quá 220 trên 120 theo đúng cái guideline của Hội đột quỵ Hoa Kỳ. Và riêng cái bệnh nhân này, như tôi nói ban đầu, khi một cái bệnh nhân mà tổn thương ở hai cái vị trí mạch máu, vừa tổn thương là mạch não giữa bên phải và tuần hoàn sau của, và cái tuần hoàn sau thể hiện là cái một cái nhồi máu ở cái vùng chẩm bên trái nữa, điều đó chứng tỏ rằng cái nguyên nhân thuyên tắc của bệnh nhân này không phải là do cái bệnh lý sơ vữa trên động mạch não giữa nữa, mà có thể là một cái thuyên tắc từ tim, một cái cục huyết khối từ tim. Lần trước nó gây ra một cái thuyên tắc ở động mạch não giữa, sau đây bây giờ nó gây ra một cái thuyên tắc ở động mạch cảnh trong và gây ra cái triệu chứng đột quỵ sau này. Và đó là lý do tại sao mà bệnh nhân này mặc dù đang được kiểm soát bằng aspirin cộng micobidopril, tuy nhiên bệnh nhân này vẫn có thể bị tái phát, bởi vì cái việc chúng ta sử dụng aspirin cộng micobidopril hoàn toàn không phù hợp với cái cơ chế của bệnh nhân. Bệnh nhân này chúng tôi quyết định sử dụng làm cái Holter ECG, và rất là may mắn chúng tôi đã phát hiện ra bệnh nhân này có cái rùng nhĩ, và sau đó chúng tôi đã chuyển sang cái kháng đông mới cho bệnh nhân này. Một trường hợp lâm sàng thứ hai của tôi, bệnh nhân nam 55 tuổi nhập viện giờ thứ 12 kể từ lúc khởi phát. Bệnh nhân này thật ra đã nhập viện. Bệnh nhân này là một cái nhân viên y tế, ngành y tế, làm ở một cái bệnh viện kế cận bệnh nhân 115. Và anh này bị đột quỵ lúc khoảng 8 giờ sáng, và tại bệnh viện đã sử dụng cái TP đường tĩnh mạch với cái liều là 0.9 mg bạc ký và tổng liều là 50 mg. Và sau đó anh này được chuyển sang cho bệnh viện 115. Ở đây xin nói thêm rằng cái concept hiện nay, khi mà chúng ta ở một cái bệnh nhân bị đột quỵ và ở một cái nơi mà chúng ta không có thể lấy được huyết khối, thông thường người ta sẽ sử dụng một cái drip and ship. Drip and ship tức là những bệnh nhân đó sẽ được bắt đầu TP trước và sau đó chuyển ngay, và chúng ta không cần chờ cái hiệu quả của TP nó hoạt động hay có tác động hay không, không cần chờ bệnh nhân có cải thiện lâm sàng hay không, và chúng ta nên chuyển ngay cho một cái trung tâm mà có khả năng làm can thiệp, và gọi là drip and ship, để chúng ta tiết kiệm được thời gian.
Bởi vì nếu như anh này ở bệnh viện đó mà không sử dụng TPA đường tĩnh mạch thì khi mà chuyển qua đây đã mất thêm ít nhất là 1 đến 2 tiếng thì đó là hoàn toàn không phù hợp. À, nếu như cái TPA sử dụng sớm, các chị biết rằng cái liều tĩnh mạch nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian. Nếu chúng ta bắt đầu càng sớm, cái khả năng tái thông mạch máu nó sẽ cao hơn rất nhiều so với một cái điều trị trễ. Và bệnh nhân này khi chuyển đến 115 đó thì cái triệu chứng bệnh nhân là liệt hoàn toàn nửa người bên trái, NIS là 13 điểm. Điều này khi mà một cái NIS mà cao trên 10 điểm thì nó gợi ý cho chúng ta biết rằng bệnh nhân này có thể là một cái tắc của một cái động mạch lớn chứ không phải là một cái đột quỵ động mạch nhỏ lương thần. Bệnh nhân này được chụp ngay một cái CT angio. Các anh chị thấy rằng đây là một cái CT angio của bệnh nhân. CT angio bệnh nhân, các anh chị thấy gì? Trên cái hình động này các anh chị thấy rằng bệnh nhân này có hai cái tổn thương. Tổn thương thứ nhất là nằm ngay ở đoạn gốc của động mạch cảnh trong bên phải. Và cái tổn thương thứ hai, các anh chị nhìn ở phim tầng nhân cao, bệnh nhân này bị tắc ở đoạn gốc của cái động mạch não giữa bên phải. Như vậy các anh chị thấy rằng đây là một cái bệnh nhân mà người ta gọi, y văn người ta gọi là tandem lesion, một cái tổn thương hình yên ngựa, tức là tổn thương hai nơi trên cùng một cái dòng mạch máu. Một cái tổn thương ở ngay cái đoạn gốc động mạch cảnh trong và một cái tổn thương thứ hai ở đoạn gốc động mạch não giữa. Như vậy khác với cái ca đầu tiên, cái ca đầu tiên là chúng ta thấy rằng bệnh nhân chỉ có một tổn thương là tắc ngay động mạch cảnh trong và động mạch não giữa của bệnh nhân vẫn mở bình thường, trong khi bệnh nhân này là một cái bệnh nhân có một cái tandem lesion, tổn thương ở đoạn gốc động mạch cảnh trong cộng với tổn thương ở đoạn gốc của động mạch não giữa. Và tôi tin rằng cái đoạn gốc động mạch não giữa chính là thủ phạm gây ra cái triệu chứng nặng cho bệnh nhân. Và bệnh nhân này được chúng tôi chuyển ngay cho cái phòng cath lab can thiệp. Và các anh chị thấy rằng trên cái phim đầu tiên, các anh chị thấy rằng bệnh nhân này bị tắc hoàn toàn cái động mạch cảnh trong từ đoạn gốc động mạch ở trong bên phải. Và sau khi chúng tôi tái thông đoạn gốc và động mạch não giữa thì các anh chị thấy rằng bệnh nhân này vẫn còn một cái hẹp khoảng 50-60% ở đoạn gốc động mạch não cảnh trong bên phải. Ở đây một số các bác sĩ can thiệp sẽ tiến hành đặt stent ngay chỗ cái vị trí này luôn. Tuy nhiên những cái trường hợp như thế này đó, khi chúng ta đặt stent cho đoạn gốc, chúng ta phải cân nhắc hết sức là cân nhắc. Vì lý do gì? Thứ nhất là ở cái thời điểm mà đầu tiên khi chúng ta đặt stent, thông thường nếu như chúng ta có một cái chương trình đặt stent rõ đó thì chúng ta sẽ bắt đầu lốt đô khá là yêu cầu trước, chuẩn bị khá là yêu cầu trước, sau đó chúng ta đặt stent. Thì cái mục đích là gì? Khi chúng ta phủ cái khá là yêu cầu trước thì khi chúng ta đặt cái stent vào, cái việc đặt cái stent vào nó có thể làm tổn thương cái lớp cái cơ trơn của cái động mạch cảnh và nó làm kích thích các cái yêu cầu và nó gây một cái thuyên tắc ngay trong stent. Và như vậy thông thường trước khi đặt stent, các bác sĩ thường phải chuẩn bị khá là yêu cầu ít nhất từ 3-5 ngày trước khi chúng ta tiến hành đặt stent. Như vậy khi chúng ta đặt cấp như vậy là bệnh nhân không có thời gian chúng ta sử dụng khá đầu kép. Như vậy cái nguy cơ nó tắc trong stent sẽ cao hơn rất nhiều. Ngoài ra cái cục huyết khối chúng ta vừa tái thông xong, cái thành mạch nó còn có tổn thương rất là nhiều, nó trên thành mạch nó vẫn còn những cục huyết khối nhỏ, và khi chúng ta đặt cái stent vào, cái cục huyết khối đó nó vẫn có thể đi vô lại trong cái stent và gây ra tắc huyết khối. Như vậy thông thường cái xử trí mà thường được các bác sĩ lựa chọn đó là nếu như chúng ta tái thông được ít nhất 50-60% đảm bảo được cái tuần hoàn này, chúng ta sẽ chấp nhận như vậy và chúng ta sẽ trì hoãn vài ngày hoặc trong vòng 2 tuần đầu để chúng ta đặt stent khi mà tại thời điểm mà chúng ta đã chuẩn bị khá là yêu cầu. Một nguyên nhân thứ hai nữa là những trường hợp mà tắc mạch máu lớn như thế này thì chúng ta phải tiên đoán rằng những bệnh nhân này có thể một cái nhồi máu diện rộng. Và khi nhồi máu diện rộng như vậy mà nếu chúng ta bắt buộc phải xài kháng đầu cực kép trên các bệnh nhân đặt stent thì cái nguy cơ xuất chuyển xuất huyết trong cái ổ nhồi máu nó sẽ rất cao. Như vậy những cái tình huống đó là những cái tình huống bất lợi làm cho thông thường những bác sĩ điều trị lựa chọn một cái làm hai thì. Thì đầu tiên chúng ta tái thông, và thì thứ hai sau khi bệnh nhân ổn định chúng ta sẽ tiến hành đặt stent nếu như bệnh nhân này vẫn còn hẹp ở động mạch cảnh trong đoạn ngoài sọ. 24 giờ sau đó bệnh nhân này cải thiện. NIS, các anh chị nên nhớ rằng cái NIS ban đầu của bệnh nhân là 13 điểm và sau 24 giờ sau NIS giảm 5 điểm và còn 8 điểm. Thì khi mà chúng ta tiến hành một cái bệnh nhân can thiệp điều trị cấp xong đó thì cái quá trình 24 giờ đầu tiên được xem là rất là quan trọng khi chúng ta theo dõi cái diễn tiến của bệnh nhân.
Bởi vì có hai cái biến cố mà cái người bác sĩ chúng ta luôn luôn phải cảnh giác sau khi chúng ta can thiệp cho bệnh nhân. Thứ nhất là các nguy cơ xuất huyết, chuyển dạng xuất huyết. Một cái mạch máu tắc và chúng ta tái thông thì nó gây ra một cái hội chứng hyperperfusion và nó gây ra một cái chuyển dạng xuất huyết trong ổ nhồi máu và có thể làm xấu đi tình trạng bệnh nhân. Một biến cố thứ hai nữa đó là tái tắc. Tức là một máu chúng ta tái thông rồi và nó bị tái tắc lại. Bởi vì chúng ta biết rằng mỗi cục huyết khối nó gây tắc mạch máu không bao giờ nó đi một cục cả. Thế là trong buồng tim có thể có nhiều cục. Và sau khi chúng ta tái thông một cục rồi, cái cục khác còn lại, sau thì một vài tiếng sau nó có thể làm tắc lại. Như vậy, thông thường cái quy trình chúng ta sẽ theo dõi thang điểm NIS. Nếu như cái NIS bệnh nhân nó giảm, đặc biệt nó giảm đáng kể trên 2 điểm, thì nó biết nó gợi ý chúng ta biết rằng bệnh nhân này có cái gì đó bất thường và chúng ta sẽ kiểm tra lại ngay bằng cái hình ảnh học để chúng ta có thể xử trí kịp thời cho bệnh nhân. Ngược lại, những bệnh nhân mà tiến triển tốt thì đôi khi chúng ta không thể phát hiện được những cái biến cố có thể ra cho bệnh nhân. Bệnh nhân này NIS giảm 5 điểm, điều đó chứng tỏ rằng bệnh nhân này đang cải thiện rất tốt và chúng ta hình dung rằng bệnh nhân này chắc là sẽ rất tốt. Tuy nhiên, khi chúng ta chụp lại cái MRI vào thời điểm 20 tiếng sau khi bệnh nhân khởi phát, anh chị thấy rằng bệnh nhân này bị một cái nhồi não nhân đậu và nhiều ổ rải rác bán cầu bên phải. Ngoài ra, anh chị thấy rằng một cái điều mà rất rõ đó là bệnh nhân này bị tái tắc ngay cái động mạch cảnh trong bên phải. Nhưng mà điều này nó vấn đề ở đây, và khi mà chúng tôi siêu âm, các anh chị thấy rằng chúng tôi tiến hành làm một cái siêu âm động mạch cảnh thì các anh chị thấy rằng bệnh nhân này có một cục huyết khối mới, nó gây chích hẹp và gây tắc hoàn toàn các đoạn gốc của động mạch cảnh trong bên phải. Như vậy vấn đề đặt ra là trường hợp nó không giống như cái mà chúng ta mong đợi. Bởi vì như đó ban đầu, cái động mạch não giữa nó chiếm vai trò rất quan trọng. Nó quan trọng hơn rất nhiều so với động mạch cảnh trong, đặc biệt là động mạch trong đoạn cổ. Động mạch cảnh trong chỉ nguy hiểm ở cái đoạn trong sọ, bởi vì cái đoạn trong sọ nó là nơi hội tụ của tất cả các vùng hoàng phụ. Còn đối với động mạch cảnh ngoài sọ, thông thường nếu nó tắc, chúng ta bệnh nhân sẽ sống được nhờ các vùng phụ. Ở trường hợp này các chị thấy rằng khác gì so với phim ban đầu. Cái phim ban đầu là bệnh nhân có một cái tendon lesion, một cái tổn thương tắc động mạch cảnh trong bên phải và tắc động mạch não giữa bên phải. Và bây giờ sau khi chúng ta tái xong, bệnh nhân này bị tái tắc lại. Nhưng may mắn bệnh nhân này chỉ tắc lại ngay đoạn gốc động mạch cảnh trong. Trong khi động mạch não giữa vẫn open, vẫn mở, vẫn giữ được cái việc tái thông giống như sau khi chúng ta can thiệp. Điều đó nó giúp cho bệnh nhân cải thiện mà không cần cái dòng đưa lên từ cái động mạch cảnh trong bên phải. Vấn đề đặt ra là những trường hợp này chúng ta có chuyện can thiệp lại hay không? Bởi vì bệnh nhân này, về mặt nguyên tắc, bệnh nhân này vẫn còn trong cửa sổ 24 giờ. Bệnh nhân này vẫn do vậy. Liệu rằng chúng ta có nên can thiệp hay không? Đây là những hướng xử trí mà các đồng nghiệp có thể lựa chọn. Thứ nhất là chúng ta có thể lấy huyết khối bằng dụng cụ lại một lần nữa, dạng stent. Hoặc là chúng ta điều trị thông thường, hoặc có một cái điều trị gì, hoặc có một cái gì khác hay không? Nếu như chúng ta quyết định lấy khối bằng dụng cụ dạng stent trong trường hợp này, điều đó chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta quyết định lấy lại huyết khối thì các đồng nghiệp phải tiên lượng được rằng nếu chúng ta lấy cục huyết khối ở động mạch cảnh trong thì chúng ta có thể vô tình làm những cái mảng của cái cục hoàng phủ của huyết khối động mạch cảnh trong nó có thể gây thuyên tắc lại ở động mạch não giữa. Và khi bệnh nhân đang lâm sàng ổn định rồi, tốt nhất chúng ta đừng đụng chạm gì hơn. Tuy nhiên, điều đó nó cũng làm cho chúng ta không yên tâm lắm. Dám chắc được rằng cái dòng toàn phụ có đảm bảo được cái cung lượng lên động mạch não giữa hay không. Để chúng ta điều trị nội khoa một cách yên tâm. Như vậy có một cách hiện nay chúng tôi làm, đó là chúng tôi cho bệnh nhân chụp một cái perfusion. Thì các anh chị thấy rằng khi chúng tôi chụp perfusion của bệnh nhân này cho thấy một cái lõi hoại tử là 19ml ở ngay cái bán cầu bên phải. Và cái thời gian TMS trên 6 giây được định nghĩa là cái perfusion, cái vùng penumbra ở bệnh nhân này hoàn toàn là zero. Điều đó nó giúp cho chúng tôi tự tin rằng bệnh nhân này, cái bán cầu bên phải sẽ ổn định trong cái thời gian tới, bởi vì những cái vùng nguy cơ của bệnh nhân không thể hiện được trên cái phim perfusion. Và như vậy chúng tôi quyết định, giống như ca đầu tiên, chúng tôi sẽ không lập lại cái can thiệp mạch cho bệnh nhân nữa, và chúng tôi chỉ điều trị nội khoa thông thường bằng cách là cung cấp dịch truyền để đảm bảo cái lưu lượng và không kiểm soát huyết áp.
Rất may mắn cho đến nay, hiện nay sau 2 tuần bệnh nhân môi pharyngeal nix giờ còn ghi có 3 điểm và bệnh nhân có đi lại được như gần như bình thường. Một ca lâm sàng thứ 3 của tôi, đó là một bệnh nhân nam 41 tuổi. Bệnh nhân này nhập viện bởi vì lì yếu nửa người bên trái, nix ban đầu là 8 điểm. CT scan là không có một cái dạng tổn thương gì mới so với trước đây. Bệnh nhân này khi mở ngay trong phòng CT scan thì bệnh nhân này nix giảm xuống còn 3 điểm. Tức là cái địa chứng thay đổi rất là nhanh, từ 8 điểm giảm xuống còn 3 điểm, dù chưa được điều trị gì cả. Các anh chị biết rằng đối với chỉ định TPA đường tĩnh mạch, một trong những chống chỉ định tương đối tôi dùng chữ tương đối bởi vì chúng ta vẫn có thể cân nhắc sử dụng TPA đường tĩnh mạch nếu như cái triệu chứng nó vẫn còn và bằng chứng cho thấy bệnh nhân này bị do nó thật sự. Trên bệnh nhân này chúng tôi quyết định chụp cái MRI của bệnh nhân. Trên MRI chúng tôi hoàn toàn không thấy được bất kỳ tổn thương nào trên cái xung DWI cả. Nhưng một cái điều mà hết sức làm cho chúng tôi đắn đo là bệnh nhân này mất dòng hoàn toàn trên cái top 3D trên cái phim mạch máu. Nó gợi ý rằng bệnh nhân này có thể một cái tắc hoặc có thể một cái hẹp rất nặng ở cái động mạch não giữa. Như vậy vấn đề đặt ra là liệu rằng những bệnh nhân như tôi nói như hai cái ca vừa rồi trình bày, các chị thấy rằng đối với tôi động mạch não giữa luôn luôn là cái động mạch cực kỳ quan trọng nhất, cao hơn nhiều so với cái động mạch cảnh trong. Thì khi mà chúng tôi quyết định không xài TPA hoặc xài chăng nữa, chúng ta phải hết sức thận trọng bởi vì bệnh nhân này có một cái hẹp rất nặng hoặc cái tắc rất mạnh ở cái động mạch não giữa bên phải. Thì khi mà chúng tôi quyết định cho bệnh nhân này chụp một cái phim perfusion, các chị thấy rằng đây là cái phim perfusion của bệnh nhân này, hoàn toàn không có tổn thương bất kỳ nào trên cái bán cầu bên phải và cái vùng giảm tưới máu được định nghĩa là Tmax trên 6 giây cũng là zero. Điều đó một lần nữa chứng tỏ rằng với những cái hình ảnh học tiên tiến, nó giúp cho chúng ta tiên đoán rằng bệnh nhân này có thể an toàn trong những giờ tiếp theo. Như vậy sau 24 giờ mặc dù tôi không làm gì cả, bệnh nhân này nix đã giảm xuống 0 điểm và chúng tôi chẩn đoán đây là một cái trường hợp mà cơn thoáng thiếu máu trên một cái bệnh nhân bị hẹp nặng hoặc có thể là một cái tắc mãn tính trên mạch não giữa bên phải, và bệnh nhân này sau đó chúng tôi được sử dụng kháng đầu kép cộng statin liều cao. Một trường hợp lâm sàng thứ tư của tôi đó là bệnh nhân nữ 55 tuổi, bệnh nhân này nhập viện bởi vì yếu nửa người bên trái, thời điểm bình thường nhất của bệnh nhân là 16 tiếng và nix ban đầu là 7 điểm. Và đây là cái CT scan đầu tiên, nó khác với cái hình ảnh, nó khác với cái nix ban đầu bình thường là 7 điểm, tương đối một cái đột quỵ trung bình. Tuy nhiên trên CT scan là chúng ta thấy rằng cái vùng giảm lầm độ tương đối rộng, khá là rộng, với cái expect chúng tôi đánh chỉ còn 4 điểm thôi. 4 điểm chúng ta biết rằng 4 điểm thì nó khoảng tầm khoảng 2/3 của động mạch não giữa. Và khi mà sau khi chúng tôi chụp xong cái phim CT angio thì bệnh nhân này bắt đầu chỉ giác xấu đi. Và trên cái CT angio các chị thấy rằng bệnh nhân này bị tắc hoàn toàn cái động mạch não giữa bên phải. Tắc hoàn toàn động mạch giữa bên phải. Động mạch cảnh trong bên phải vẫn còn, tuy nhiên bệnh nhân này bị tắc hoàn toàn động mạch não giữa bên phải. Và vấn đề đặt ra là sau khi chụp CT, nix bệnh nhân tăng lên 15. Nó phù hợp với cái hình ảnh học của bệnh nhân là một cái nhũ não diện rộng mà nguyên nhân là do tắc động mạch não giữa. Như ta biết rằng hiện nay đối với một cái nhũ não diện rộng như vậy, với một cái expect một khoảng chừng 4 điểm như vậy, việc chúng ta sử dụng các loại thuốc TPA, thậm chí chúng ta lấy khối hết sức là thận trọng. Bởi vì nhồi máu não mà trên cái expect nó quá thấp thì nguy cơ chuyển dạ xuất huyết nó cũng sẽ cao hơn bình thường. Và trong tất cả các cái, nó không phải là một cái chống định TPA, tuy nhiên nó là một cái điều mà chúng ta cần cân nhắc. Đối với riêng ca này thì chắc chắn là không có định TPA bởi vì cái thời gian nó đã vượt quá cái thời gian 4 giờ rưỡi. Ngay cả chỉ định lấy khối bệnh dụng cụ, ca này cũng phải rất là cân nhắc. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải quyết định chụp cái perfusion. Bởi vì các anh chị biết rằng hiện nay tất cả các nghiên cứu mà lấy khối bằng dụng cụ, người ta đều limit, giới hạn cái thể tích, cái lấy khối, cái thể tích nhồi máu nó phải dưới 70ml. Và khi chúng tôi chụp perfusion, bệnh nhân này cái thể tích mà nhồi máu của bệnh nhân này là 88ml. Tuy nhiên, tức là 88ml tức là nó vượt quá hơn cái limit thông thường là 70. Và khi chúng tôi chụp perfusion thì cái Tmax trên 6 giây là 131. Như vậy khi chúng ta tính ra cái vùng cái mismatch bất tương xứng giữa cái perfusion và DWI,
Đó là bệnh nhân này là 43 ml. Như vậy, mặc dù đây là một cái ca mà cái vùng nhồi máu nó tương đối rộng, tức là 88 ml. Tuy nhiên, nếu như chúng ta cái mismatch nó lại rất là lớn, mặc dù cái tỷ lệ mismatch nó chỉ đạt 1:5, các vị biết rằng hiện nay tất cả các nghiên cứu lấy khối thông thường người ta yêu cầu là cái nó bị trên 1.7, thì cái này là một cái trường hợp mà nó nằm trong cái ranh giới 1.5, và quan trọng hơn là cái thể tích, sự khác biệt giữa cái lõa hoại tử vùng nhân tố là 43 ml là một cái thể tích đáng kể của não. Đó là lý do chúng tôi quyết định vẫn tiếp tục lấy huyết khối cho bệnh nhân này, bởi vì bệnh nhân này cũng là một bệnh nhân rất trẻ. Bệnh nhân này bị tắc ở phần xa của đoạn M1 MCA và sau khi được tái thông hoàn toàn. Và sau 24 giờ các anh chị thấy rằng sau khi chụp CT scan trên những ca nhồi máu diện rộng, các anh chị thấy rằng đây là một cái hình ảnh mà chuyển dạng xuất huyết trong ổ nhồi máu. Đây là một chuyển dạng xuất huyết trong ổ nhồi máu. Và với một cái chuyển dạng xuất huyết mà ở mức độ này, thông thường nó chỉ là một cái biểu hiện của một cái marker, một cái tái thông muộn. Và các chị thấy rằng thông thường nếu mà ở mức độ này thì hầu hết các bệnh nhân đều sẽ qua khỏi. Và riêng ca này các anh chị thấy rằng đến ngày thứ 6 thì máu đã hấp thu hoàn toàn và não nó đã bớt phù nề. Và lâm sàng bệnh nhân khi chúng tôi chụp lại cái perfusion, các anh chị thấy rằng bệnh nhân này khi tuyên đoán ban đầu là lõi hoại tử là 88 ml, cái vùng mismatch là 131 ml, và sau khi chúng tôi làm tái thông vào ngày thứ 4 chưa chụp lại thì các anh chị thấy rằng cái thể tích nhồi máu của bệnh nhân là 105 ml. Như vậy chúng ta đã giảm được từ 131, đáng nhẽ là có thể là 131, và chúng ta giảm được thể tích còn 105. Như vậy với việc chúng ta quyết định can thiệp, chúng ta đã giảm được khoảng 26 ml thể tích máu não. Và một cái điều quan trọng hơn, các anh chị thấy rằng đây là cái thể tích so sánh ban đầu và sau khi chúng ta can thiệp, nó tăng lên khoảng 20 ml. Và cái quan trọng hơn là bệnh nhân này đã xuất viện vào ngày thứ 9 của bệnh, với NIS chỉ có 3 điểm, sức cơ tay và chân gần như phục hồi, gần như hoàn toàn. Một trường hợp cuối cùng, đó là một trường hợp bệnh nhân nữ 69 tuổi, bệnh nhân nhập viện giờ thứ 3, đột ngột yếu nửa bên phải, nói khó, NIS mà 12 điểm. Bệnh nhân này trên một cái CT ban đầu các anh chị thấy rằng trên CT scan với cái expect là 7 điểm và CT scan là cho thấy bệnh nhân này bị tắc động mạch ở giữa. Ở đây một số các đồng nghiệp đặt ra vấn đề là những trường hợp như thế này, nếu như chúng ta có thể làm theo quy trình, đó là lấy huyết khối, bơm thuốc TP đường tĩnh mạch lấy huyết khối, hoặc đôi khi một số các đồng nghiệp lựa chọn lấy huyết khối trực tiếp. Liệu rằng bởi vì sao? Bởi vì những người đó người ta nghĩ rằng việc chúng ta bỏ qua đường tĩnh mạch, thứ nhất chúng ta có thể làm giảm bớt nguy cơ xuất huyết, bởi vì chúng ta thêm vào TPA, chúng ta đã giảm bớt được nguy cơ xuất huyết của TPA. Đó là theo cách nghĩ của họ. Cái thứ hai là nó cũng tiết kiệm được chi phí của bệnh nhân. Và đây là đó là lý do tại sao mà chúng tôi đã làm một cái nghiên cứu. Khi chúng tôi qua gần 120 bệnh nhân được điều trị ở bệnh viện khoa chúng tôi, bệnh lý mạch máu não. Và trong đó 56 bệnh nhân là một cái điều trị cơ bản bridging, tức là lấy đường tĩnh mạch và lấy khối và dụng cụ, so với một cái nhóm mà chúng tôi lấy khối trực tiếp mà không qua đường tĩnh mạch. Thì các anh chị thấy rằng những trường hợp này hầu hết là tắc động mạch cảnh trong hoặc động mạch não giữa, và các anh chị thấy rằng cái kết cục là chúng tôi thấy rằng không có sự khác biệt về mặt kết quả, có nghĩa về mặt kết quả phục hồi sau 3 tháng ở hai nhóm. Ngoài ra cái tỷ lệ tái thông ở cái nhóm mà chúng ta bridging và phối hợp tĩnh mạch động mạch là 87%, nó cao hơn có ý nghĩa so với cái nhóm mà chúng ta chỉ lấy khối dụng cụ đơn thuần là 72%. Và cái mà mối mà chúng ta lo ngại đó là các cái biến cố về xuất huyết não có triệu chứng, thì không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa nhóm chúng ta thêm vào đường tĩnh mạch cộng lấy khối so với lấy khối đơn thuần. Và đây là cái kết cục sau 3 tháng, tôi thấy rằng sự khác biệt duy nhất đó là tỷ lệ tái thông. Trong khi đó các cái tỷ lệ tàn phế, tỷ lệ bệnh nhân phục hồi tốt cũng như các biến cố xuất huyết không có sự khác biệt ở cả hai nhóm. Và đây là một cái phân tích meta analysis phân tích gộp. Vì trong phân tích gộp này người ta so sánh việc chúng ta làm một cái bridging, tức là phối hợp tĩnh mạch và lấy khối so với lấy khối đồng thuận, thì người ta thấy rằng ở cái nhóm mà chúng ta phối hợp giống như cái nghiên cứu chúng tôi thấy rằng nó có thể gia tăng được cái tỷ lệ tái thông và cải thiện được triệu chứng và
đặc biệt là không làm tăng các biến cố về xuất huyết, cái mà chúng ta luôn luôn lo ngại cho khi mà chúng ta tiến hành bridging cho bệnh nhân. Tuy nhiên tất cả những nghiên cứu của chúng tôi hoặc những cái meta analysis này đều là những cái phân tích gộp, đều là những cái bằng chứng gián tiếp. Và cái chúng ta cần đó là những cái RCT, những cái so sánh đối đầu giữa việc chúng ta bridging hoặc là chúng ta lấy khối đường thuận. Và hiện nay chúng ta đã có 5 nghiên cứu: DirectShape, Mr. Clean, Swift IREC, Direct MT và Skip. Đây là 5 cái nghiên cứu đang được tiến hành để trả lời cho chúng ta biết rằng liệu rằng hai giải pháp đó có tương đương với nhau hay không. Và trong đó cái DirectShape thì ở Việt Nam chúng ta sẽ bắt đầu tuyển bệnh vào tháng sau. Đó là đây là một cái nghiên cứu mà đa trung tâm bao gồm Úc Châu và các nước ở châu Á. Và gần đây nhất, cái nghiên cứu Direct MT ở China đã công bố trên tạp chí New England Journal of Medicine. Trong nghiên cứu này, người ta bao gồm 656 bệnh nhân đột quỵ trong 4 giờ rưỡi và có tắc động mạch lớn. Và mục đích người ta là gì? Muốn chứng minh rằng việc chúng ta lấy huyết khối trực tiếp nó ngang bằng, ở đây không hơn, đây chúng ta không sớm hơn, mà chúng ta hay cho chứng minh ngang bằng thôi, ngang bằng so với đường tĩnh mạch lấy huyết khối. Thì trong nghiên cứu này các anh chị thấy rằng đây là cái nhóm mà chúng ta can thiệp trực tiếp là 327 bệnh nhân so với nhóm chúng ta phối hợp 329 bệnh nhân, không có sự khác biệt về các đặc điểm nền. Tuy nhiên một cái điểm mà chúng ta khi chúng ta áp dụng vào một cái kết quả một nghiên cứu và thực hành lâm sàng chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất là trong nghiên cứu này các anh chị thấy rằng cái thời gian từ lúc mà tiến hành bơm TPA là khoảng 167 đến 177 phút ở hai nhóm. Điều đó chứng tỏ là gì? Điều đó chứng tỏ rằng cái những bệnh nhân này so với đường tĩnh mạch thì tương đối trễ. Bởi vì ta biết rằng cái hiệu quả của đường tĩnh mạch nó đã giảm dần sau 90 phút. Và thời điểm trung bình của nghiên cứu này đến 100 gần như là 3 tiếng, tức là đến cái khoảng gần như cái tác động kém nhất của đường tĩnh mạch. Cái thứ hai là bệnh nhân này, các anh chị thấy rằng kể từ lúc mà bệnh nhân này được bolus tĩnh mạch cho đến lấy khối chỉ có 30 phút. Tức là chỉ có 30 phút sau khi cái thuốc có tức là truyền được nửa đường thôi. Bắt đầu được nửa chai dịch thôi đã chuyển sang lấy khối bệnh nhân cũ. Và các anh chị thấy rằng cái thời gian mà từ lúc tuyển bệnh đến lúc đâm kim rất là nhanh, chỉ có 31 phút đến 36 phút. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó cái điều này nó thực chất nó trong một cái ta thấy rằng đó là một cái sự khác biệt rất lớn trong một cái bối cảnh nghiên cứu lâm sàng và thực tế. Bởi vì thực tế hiếm khi nào một cái bệnh nhân mà sau khi chụp CT lại có thể đâm kim mà chỉ trong vòng 30 phút. Đó là những cái trung tâm cực kỳ tốt. Cho biết rằng khi mà chúng ta làm can thiệp chúng ta phải đảm bảo được 24/7 chứ không phải là chỉ ban ngày, chỉ có tính vào ban đêm. Khi mà nếu như bác sĩ can thiệp mà không có trong mặt bệnh cho người Việt thì cái thời gian mà 30 phút này tôi nghĩ rằng hoàn toàn không thể khả thi trong cái thực tế lâm sàng. Về kết quả này, nghiên cứu này cho thấy rằng không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa nhóm chúng ta lấy khối trực tiếp hoặc là chúng ta phối hợp tĩnh mạch lấy khối, cộng với lấy khối. Như vậy cái kết luận nghiên cứu này là, và ngoài ra các biến cố về xuất huyết, các biến cố về xuất huyết một lần nữa ở nhóm chúng ta điều trị TB trước khi chúng ta can thiệp không có sự khác biệt mặt ý nghĩa so với nhóm chúng ta lấy khối đường thuận. Như vậy cái kết luận của nghiên cứu này đó là gì? Thứ nhất đó là việc chúng ta lấy khối dựng cột trực tiếp nó ngang bằng mặt hiệu quả so với việc chúng ta phối hợp tĩnh mạch cộng với lấy khối dụng cụ. Tuy nhiên cái thông điệp của nghiên cứu này đưa ra ngoài ra đó là khác nữa. Đó là trong nghiên cứu này khoảng 7% mặc dù TB điều trị khoảng 50% liều nhưng mà 7% các bệnh nhân đã được tái thông trước khi các bác sĩ làm can thiệp. Và trong thực tế y văn 10% các bệnh nhân có thể tái thông với TB. Riêng trong trường hợp bệnh nhân của chúng tôi khi chúng tôi đưa vào bệnh nhân can thiệp thì bệnh nhân này được tái thông hoàn toàn dù cho bác sĩ mặc dù cho bác sĩ can thiệp chưa làm gì cả. Và ngoài ra cái thông điệp của nghiên cứu này cũng cho thấy rằng việc chúng ta phối hợp tĩnh mạch và lấy khối dụng cụ hoàn toàn an toàn cho bệnh nhân, không làm tăng các biến cố về xuất huyết. Và guideline hiện nay cho đến cập nhật cho đến hiện nay vẫn chưa thay đổi, tức là những bệnh nhân đến với chúng ta trong vòng 4 giờ rưỡi chúng ta hãy bắt đầu đường tĩnh mạch trước và sau đó chúng ta lấy khối dụng cụ. Tuy nhiên ở một số các trường hợp nếu như chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng phòng cách lab, chúng ta bác sĩ can thiệp đã chuẩn bị hàng trong và chúng ta đảm bảo được rằng việc chúng ta bỏ qua đường tĩnh mạch và chúng ta chuyển ngay lấy khối dụng cụ trong vòng 30 phút tối đa là 40 phút thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái lựa chọn tương đương với việc chúng ta bridging tĩnh mạch và lấy khối vào dụng cụ.
Để kết luận bài này, ta viết rằng cho đến nay y học chúng ta dựa trên chứng cứ và chúng ta có thể thay đổi trong tương lai, đặc biệt là sau cái những nghiên cứu, 4 nghiên cứu còn lại. Tuy nhiên cho đến nay điều trị tĩnh mạch cộng lấy huyết khối vẫn là một cái điều trị chuẩn, và việc cân nhắc bỏ qua đường tĩnh mạch sẽ tùy thuộc vào cái điều kiện của từng cái trung tâm đột quỵ. Và trong những cái trường hợp khó đó, tôi nghĩ rằng đặc biệt trong những trường hợp khó thì cái hình ảnh học, những cái tiến bộ như thế nào gần đây, đặc biệt là phim hình ảnh tái tế máu, nó sẽ giúp cho cái người bác sĩ lâm sàng có những quyết định đúng để giảm bớt các những cái biến chứng hoặc là những cái can thiệp mà không cần thiết cho bệnh nhân. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý đồng nghiệp.